Tại Hà Nội, Thứ trưởng Bộ Công Thương Việt Nam Nguyễn Sinh Nhật Tân đã có buổi làm việc với ngài Hakan Jevrel, Quốc vụ Khanh, Thứ trưởng Bộ Ngoại thương và Phát triển Hợp tác Quốc tế Thụy Điển. Tại buổi làm việc, ngài Quốc vụ Khanh nhấn mạnh, Thụy Điển luôn mong muốn tăng cường phát triển hợp tác với Việt Nam trong lĩnh vực năng lượng và phát triển bền vững. Đồng thời, ông cũng chia sẻ mong muốn của tổ chức tài trợ phát triển Thụy Điển Swedfund sẵn sàng hỗ trợ Việt Nam và cụ thể là Tập đoàn Điện lực Việt Nam EVN trong việc thiết lập các cơ chế để nhận được những khoản tài trợ đối với việc nghiên cứu phát triển lưới điện thông minh, với mong muốn cụ thể hóa các hoạt động nhằm thúc đẩy quan hệ hai nước trong lĩnh vực thương mại, công nghiệp, năng lượng. Thứ trưởng Nguyễn Sinh Nhật Tân đã thông tin tới ngài Quốc vụ Khanh và gửi lời mời tới đông đảo doanh nghiệp Thụy Điển tham dự chuỗi sự kiện kết nối chuỗi cung ứng hàng hóa quốc tế lần thứ hai do Bộ Công Thương dự kiến tổ chức từ ngày 6 đến ngày 8 tháng 6 năm 2024, cũng như Hội chợ quốc tế thực phẩm Food Expo từ ngày 13 đến ngày 16 tháng 11 năm 2024 tại Trung tâm Hội chợ Triển lãm Sài Gòn SECC, thành phố Hồ Chí Minh. Đây đều là những cơ hội rất tốt để doanh nghiệp hai nước có cơ hội giao thương. Hàng hóa Việt Nam cũng sẽ có thêm cơ hội thích nghi, đáp ứng được các quy định về xuất xứ từ giai đoạn sản xuất nguyên liệu cho tới các quy trình đảm bảo tiêu chuẩn về bảo vệ môi trường, các sản phẩm bền vững, phù hợp với nhu cầu của các thị trường có yêu cầu cao.